Thả tao ra đi. Rồi bây thì tại con mụ này nè, nó phản bội. Lẹ lên! Khoan đã, chưa kể ngu. Nhưng mà tụi bay phải cho tao biết địa chỉ tập trung chứ. Thì ở vũ trường đó, bây giờ đang trở về đó. Lẹ lên! Bắt lên nó! Bắt nó ra đằng kia! Nhanh lên!